đang tất bật hối hả cho những công việc cuối cùng trong năm để sẵn sàng đón năm mới, thì tại nhà máy Z121, những người lính thợ cũng đang bận rộn với công việc quan trọng nhất trong năm, đó là chuẩn bị hàng chục ngàn dàn pháo hoa tầm thấp và tầm cao cho hàng trăm trận địa bắn pháo hoa đón năm mới trên cả nước. Là đơn vị duy nhất được phép sản xuất pháo hoa, quy trình bắn pháo hoa tầm cao của Z121 cũng được ứng dụng những công nghệ hiện đại nhằm tạo nên những màn bắn pháo hoa ấn tượng, rực rỡ và tuyệt đối an toàn. Một buổi chuẩn bị bắn kiểm tra các lô pháo hoa tầm cao mới sản xuất của nhà máy Z121. Để mỗi ống phóng đường kính 90mm như thế này có thể bắn lên một quả pháo hoa ở độ cao gần 200m, thì đòi hỏi các kỹ thuật viên phải gia cố các dàn phóng rất chắc chắn, đủ sức chịu đựng áp lực cực lớn từ các ống phóng. Từng dây dẫn của hệ thống ngòi nổ điện được kết nối cẩn thận với hộp cầu đấu theo đúng thứ tự kịch bản bắn pháo hoa, đảm bảo khi ấn nút, lần lượt từng ống phóng sẽ khai hỏa với độ chính xác lên đến từng giây. Đây là những cái dàn phóng pháo hoa tầm cao đã sẵn sàng để khai hỏa. Tuy nhiên là để kiểm tra cái sự ổn định, an toàn và tin cậy của những cái thiết bị này thì có một cái phương pháp được nhà máy Z121 sử dụng trong suốt nhiều năm qua, đó là những cái ngòi nổ điện như thế này. Những ngòi nổ này thì sẽ được đấu nối vào cái hộp cầu đấu. Và sau đó thì là những cái hệ thống máy bắn pháo hoa tự động sẽ kích hoạt những cái ngòi nổ này ở bên cạnh cái hộp cầu đấu này, để các công nhân của nhà máy Z121 sẽ kiểm tra xem là các cái hệ thống này đã bắn đúng theo thứ tự chưa, đúng theo thời gian chưa. Các dàn phóng sau khi đấu nối xong sẽ được kết nối với hệ thống máy bắn tự động bằng sợi dây cáp này. Chìa khóa an toàn luôn được một nhân viên kỹ thuật trông giữ cẩn thận, chỉ cắm vào máy bắn khi đến giờ khai hỏa. Với những màn bắn pháo hoa tầm cao khoảng 15 phút, đòi hỏi phải lập trình trước kịch bản trên chiếc máy này để kết hợp các loại pháo hoa với nhau, tạo nên hiệu ứng đẹp mắt nhất. Sau khi lập trình xong, chỉ bằng một nút bấm, máy bắn tự động sẽ lần lượt kích hoạt ngòi nổ điện trên các ống phóng đúng thời gian và trình tự đã định. Tuy nhiên, để hạn chế những sự cố kỹ thuật không mong muốn, nhiều phương án dự phòng cũng đã được chuẩn bị. Về cái thao tác chuyển từ cái thiết bị chính sang thiết bị dự phòng thì mất khoảng từ 5 cho đến 10 giây. Khi mà cái thiết bị chính có vấn đề về sự cố kỹ thuật thì chúng ta nhanh chóng tắt cái nguồn điện, ta tháo cái cáp nguồn, chuyển sang cái hệ thiết bị dự phòng và chúng ta thực hiện cái thao tác là bắn cái chương trình còn lại trên cái thiết bị dự phòng. Một trận địa bắn pháo hoa trung bình có khoảng 500 quả pháo tầm cao và 1.000 quả pháo hoa tầm thấp. Để có thể tạo nên những màn bắn pháo hoa đẹp mắt, đòi hỏi phải kết nối và điều khiển chính xác gần 2.000 ngòi nổ điện thông qua hàng trăm mét dây dẫn. Chỉ một thao tác không chính xác, một mối nối không chắc chắn cũng có thể gây ảnh hưởng đến màn trình diễn. Bởi vậy, toàn bộ lực lượng triển khai trận địa bắt buộc phải là quân nhân đã trải qua quy trình đào tạo bài bản về kỹ năng bắn pháo hoa tầm cao của Bộ Quốc phòng. Từ thời điểm triển khai trận địa đến 5 phút trước khi bắn, các hệ thống pháo hoa này cũng được kiểm tra lại hàng chục lần. Thì tại trận địa thì chúng tôi lại tiếp tục kiểm tra lại pháo hoa, chất lượng pháo hoa một lần nữa và kiểm tra hoạt động tin cậy của thiết bị một lần nữa để khẳng định là cái quá trình vận chuyển là không ảnh hưởng đến chất lượng của pháo hoa. Thì trước thời điểm bắn 30 phút thì chúng tôi lại kiểm tra hoạt động của thiết bị một lần nữa và trước thời điểm 5 phút thì chúng tôi lại cho tổ chức kiểm tra hệ thống thiết bị một lần nữa, yêu cầu luôn ở trạng thái sẵn sàng hoạt động. Mỗi đêm giao thừa, khi người dân cả nước hân hoan chào đón màn pháo hoa rực rỡ đón mừng năm mới, thì những người lính của nhà máy Z121 vẫn phải túc trực tại đơn vị, chờ thông tin kiểm soát sau khi bắn của từng ống phóng từ hàng trăm điểm bắn pháo hoa để báo cáo Bộ Quốc phòng vào sáng ngày hôm sau. Đến thời điểm hiện tại, hàng nghìn đoàn pháo hoa tầm thấp và tầm cao đã sẵn sàng vận chuyển về các địa phương, phục vụ nhân dân cả nước trong thời khắc giao thừa Xuân Giáp Thìn 2024.